Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Trên bọc trong sầu riêng Tác phẩm được trích trong tập truyện ngắn Tâm Trạng Hồng Của nhà văn Bình Nguyên Lộc Đã được nhà xuất bản Sống Vui Phát hành năm 1963 tại Sài Gòn Người đọc Thái Hoàng Phi ra tuồng trên bọc trong dâu trích thơ nguyễn du thấy chồng xăm soi cây chỉ bà, bà hương trưởng nếp hỏi ông định đêm nay đi xăm ếch hả ông nếp cười rồi đáp ờ nhưng mà xăm ếch bà hay nói đúng hơn là xăm ít ông thấy vợ ngơ ngác ông nếp hạ giọng xuống rồi cắt nghĩa Bà không thấy cho sủa nhiều trong mấy đêm liền sao Ăn trộm nó biết tôi với bà ở trống Nên nó rình miết Con điệp của mình nó cũng tệ quá Ngủ như chết Tôi chắc nó không hay biết gì Nên không thấy nó nói gì hết Sáng nay tôi ra giường Đêm lại thấy mất gần cả chục trái Nên ông rình để đâm ăn trộm Ghê quá Rủi đâm trúng thì làm sao Ông nếp cười ha hả Bà nói kỳ cục Đã quyết đâm mà sợ đâm trúng mà Thì đâm làm gì Tôi ớn lắm Khi tưởng tượng thằng ăn trộm Nó kêu cái ẹo như con ếch kêu Bà đừng lo Chỉ ba này chỉ để hộ thân thôi Tôi quất bằng heo Cũng đủ cho nó sụm rồi Chỉ sụm thôi thì được Ông đừng có báo hai mà tôi phải chim bao cả năm mà. Tôi sợ ông đâm nó lắm vườn sầu riêng của hương trưởng nếp to nhất làng bình nhâm sầu riêng nhà ông lại có tiếng là đều đặn trái nào chắc trái nấy chứ không phải đầu vườn thì sượng cuối vườn thì mỏng cơm như ở các nhà khác nên chi tới mùa là ăn trộm nó sấn rấn bên nhà ông thường hơn ở đâu cả sầu riêng giá xỉ mạt lắm cũng hai mươi đồng một ký mỗi đêm bị trộm độ chục trái tức trộm trên hai mươi ký có phải là dứt đi ngót 400 không Như vậy nhà nào cũng cất tròi ngoài vườn Rồi người nhà thay phiên nhau mà thức ngoài ấy Để gác sầu riêng Năm đêm liền vợ chồng ông Nếp Không được thơ thới trong người Nên cô Điệp Con gái ông bà phải canh liên tiếp Có lẽ vì mệt mỏi mà cô ngủ quên Nên trộm nó mới làm già Mặc dầu chưa thật khỏe mạnh Ông Nếp quyết thay phiên con đêm nay Vì ông rất nóng của rất sốt ruột mỗi khi sáng lại nhận thấy giường bị trộm trong đêm rồi tên trộm này là một thằng đáng giận của lấy của ăn nó ăn tại gốc bỏ vỏ bừa bãi ra đó như chửi vào mặt chủ giường ông mà túm được nó thì trước khi đem nạp cho nhà chức trách ông xin nện cho nó một trận cho bỏ ghét trời mới chạng vạng mà trong giường đã tối ôm như giữa canh khuya tàn măng cục dày mịt đã gọi đêm về rất sớm trong đó ông nếp kêu con đang dọn dẹp dưới bếp để bà đem nốp lên đây cho ba cô điệp dạ một tiếng rồi lên nhà trên nhưng tay không cô hỏi ba hỏi nốp làm chi ba đêm nay ba thế cho con để con ngủ một bữa ý trời ba không được mạnh chịu mù sương với hơi ẩm sao được thầy kệ Bà coi bộ con đuối sức rồi Để ba thay một bữa Mệt bao nhiêu con cũng ráng Để cho ba trúng cảm con sao đành Thôi đừng nói lồi thôi Đem nớp lên cho bà Cô Điệp mặt buồn hiu và lo lắng Ú ớ như muốn nói gì nữa Nhưng biết tánh trà là người khó đổi ý Cô nhẫn nại đi xuống nhà sau Mà lấy nớp lên Hương trưởng nếp Cụ bị một cục thuốc to Và một cuộn giấy quyến uống một tô trà Huế thật bự rồi thông thả ra giường. Giường ông nếp nằm giữa đường, mặt tiền rộng 60 thước và ăn sâu vô trong trên 200 thước. Nhà ông cũng gần đường nhưng chòi canh thì nằm co ro tận ngoài sau cùng. Nhưng ông nếp không ra chòi ấy liền, ông đi rảo quanh các ranh giường ông. Chòi canh giường ông thình lấp ló giữa những thân cây trống gốc đứng ở ranh đất nhà. Ông nếp thấy điếu thuốc người láng giềng chốc chốc lại lóe sáng lên trong bóng đêm. Ông kêu nói. Anh sao đó hả? Ừ, tôi đây. Hôm nay chú canh. Ừ, mấy đêm rồi có gì lạ không? Bên tôi thì không. Nhưng bên chú thì cho sủa dữ lắm mà. Rồi cả hai không nói với nhau gì nữa. Ông nếp đi tuốt ra chòi Chòi rộng chỉ vừa hai người nằm Nóc cao tới đầu người đứng Chỉ có bốn cây cột Dùng làm chân chổng luôn Ông nếp leo lên chiếc chổng Treo trên bốn cây cột đó Mò kiếm chiếc gối bằng tre Rồi ngã lưng xuống Ông đem nóp theo phòng hờ nhưng không dùng Nằm trong nớp đã ấm Lại không bị mũi đốt Dễ chịu như vậy Rủi ngủ quên đi sao Nên chi ông đành lòng Thỉnh thoảng đập cái bạch vào da mình Không biết như vậy có giết được con mũi nào không nhưng cử động thì bớt lạnh lại bớt buồn ngủ ông hút liên tiếp một hơi sáu điếu thuốc điếu này mồi qua điếu khác hầu lát nữa nhịn thèm phải ông quyết giả đò ngủ quên để đập ăn trộm cho đã giận nên định không động đậy không để đếm sáng nào cho trộm thấy hết đêm quê vắng lặng sớm quá nhưng lại uyên náo âm thầm mà chỉ có kẻ rình trộm mới hay biết côn trùng hòa tối những bản nhạc buồn muôn đêm không thay đổi và chó sủa kẻ gian chẳng biết mỏi mồm ông Nếp nằm đó lắng tai nghe ở những khu vườn trong xa chó đưa người từ đầu sớm đến cuối thôn gần hơn giữa khu vườn thỉnh thoảng nghe soạt một tiếng rồi tiếp theo đó một vật rơi nặng xuống đất ẩm kêu cái bịch đó là sầu riêng rụng ấy thế sầu riêng không thể hái lúc già mà vú được như xoài nó chỉ chín trên cây thôi và len lén rụng về đêm ăn trộm khỏe ru chỉ việc đem cà ròn tới lượm mang đi ông nếp đếm thử theo tiếng động thì từ đầu hôm đến giờ rụng đi năm trái rồi bỗng phía trước chó nhà ông sủa vang lên nhưng nó chỉ sủa vài mươi tiếng thôi kẻ qua đường đã đi khỏi đó rồi chăng rất có thể là như vậy lắm nhưng ông nếp lại nghĩ khác vì ông đã quan sát kỹ lưỡng mấy đêm rồi Đêm đầu chó sủa suốt hai tiếng đồng hồ Đêm sau nó sủa trong một tiếng thôi Rồi mấy đêm kế đó Thời gian báo động của nó càng đêm càng rút ngắn lại Phải chăng trộm đã đánh thuốc độc cho chó bằng thức ăn Ông nghi rằng thế Nhưng sáng ra ông không thấy chó chết hoặc bệnh hoạn gì hết Thành ra mặc dầu ông vẫn không hiểu tại sao Chó càng đêm càng biến sủa nhưng ông cứ tin rằng Giang Phi vẫn có mặt cả trong lúc chó im thinh thích Ông lợm cơm ngồi dậy Chổng tre kêu răng rắc Khiến ông phải ngưng ngồi giữa lúc thân mình ông chưa đứng hẳn Ông chống tay để dựng thẳng người lần lần lên Vì mà nghe như vật nặng rơi xuống mương kêu lẩm chủm. Ông nếp mở bét mắt ra soi bóng tối Mà vẫn không thấy gì hết Nhưng ông tưởng tượng Ăn trộm đang lần dò Mò kiếm sầu riêng rụng Ông giái thầm cho nó đi bậy vào gốc cây Rồi một trái sầu riêng nặng cỡ 4kg Và lởm chởm trong gai cứng Rơi xuống trên đầu nó Cho nó chết tươi cho rồi Ông nếp bước xuống đất Mò dưới chổng thì tay đụng phải cây hèo dấu dưới đó Ông định lấy cái chỉ ba Nhưng nhớ lại rằng bà hương trưởng rất sợ án mạng Nên ông tạm dùng hèo vậy Ông nếp đưa mặt tới mà dòm Làm như hễ chòm tới một chút Là gần tên ăn trộm hơn một chút và vì vậy dễ thấy nó hơn nhưng bóng đêm tùng đảng vẫn dày đặc một cách đáng tức thình lình ông nghe nhánh khô dưới đất như bị ai đạp lên kêu rớp một cái tiếng động kêu lên ở phía trái ông ông nếp nín thở lắng nghe tên trộm hình như cũng đang nghe ngóng nên phía đó lại im phăng phắc nhưng kìa tiếng động lại nổi lên một tràng tiếng rơm rớp này kế tiếp một tràng khác sau một thời khắc ngắn rõ ràng là tên trộm đang bước ông nếp bước trịch qua một chút thì đằng xa bên giường ba nâu có một khoảng đất trống đêm nhiều sao rọi chút ít ánh sáng xuống đó và giờ sáng mờ ấy làm nền giúp cho ông thấy dáng một người đang về dặt bước nó lần đi tới chỗ ông đứng như vậy ông chỉ có thể đâm nó bằng chỉ ba mà thôi ông nếp rón rén bước để tránh đường đi của kẻ gian và để sang qua bên hông của nó Bây giờ nó chỉ còn cách chỗ của ông đứng chừng độ ba khớp sầu riêng nữa mà thôi ông đưa ngang cây hèo co gối để hạ mình xuống thấp rồi dồn hết thần lực vào hèo ông quất ngang tới hèo đi có gió rồi chạm phải một cái gì kêu một cái cộp tiếp theo đó là tiếng kêu trời ơi nho nhỏ và tiếng người té nghe một cái thụi ông nếp biết rõ là ăn trộm bị thương chỗ nào vì ông đã hạ cây hèo ngang ống quyển nó tiếng cọp là tiếng gõ va vào xương ống Nguyện của hắn Tuy vậy ông cũng rút cây đèn ló ở lưng quần ra Để rọi cho rõ thêm Và để biết vài chi tiết khác Tên trộm rên hừ hừ Nằm nghiêng giữa bờ một cái mương Và lạ kỳ hết sức Con chó nhà cũng đang ở đó Và đang theo hửi nó Chó nãy vợ đâu mà không nghe sủa Và bây giờ cũng chẳng lên tiếng như vậy Hai câu hỏi trên Ông nếp vừa thấy rằng đáp không được Thì ông bị nhiều câu hỏi khác dồn tới trong đầu ông Ha, ăn trộm lại mặc âu phục đàng hoàng sơ mi cao bồi bỏ ngoài quần trô màu cứt ngựa dây da đế cao su sống ông hương trưởng bước tới rồi đèn vào mặt nó thì nhận ra đó là một gã thanh niên độ 25 tuổi mũi cao da trắng đẹp trai lắm ông nếp ngờ ngợ một lát vì nét mặt đặc biệt của tên trộm bỗng ông nghĩ ra điều này đó là nét mặt riêng biệt của người tàu nói rõ hơn của người triều châu chỉ biết được có bấy nhiêu đó thôi Còn tại làm sao mà người con trai tướng sang Y phục mắc tiền này Lại đi ăn trộm Thì ông nghĩ không ra Ông khơm xuống hỏi nho nhỏ Vì ông nghi có chuyện lạ Không muốn làm náo động sớm làng Mày tên gì Và dạ ở đâu Tên trộm cứ rên Lâu lắm mới nói được Đâu chết tôi bác ơi Ai bác cháu với mày Là đồ quân trộm cấp Tao hỏi mày tên gì Và ở đâu Nói mau Đặng tao đưa ra nhà việc Cho mày biết là một phen Đặng mày tớn tới già Giữa những tiếng rền Tên trộm nói Bác ơi Cháu là Sườn Hia Ở Lái Thiêu Ừ Mày là các chú Tiều Phải không Tao xem mặt là biết liền Mày là con cái nhà ai Chệt lò gớm hay chệt lò đầu <laughs> Cháu là con của chú Duyền Của ai? Chú Duyền Chú Duyền chưa cờ bạc đó à? Dạ phải Trời ơi Bộ tí mày sạc nghiệp rồi sao mà mày đi ăn trộm Cha con mày ác lắm mà nên bị tổ trác đêm nay cũng phải Ý ôi Trời ơi đau chết đi thôi à, Bác ơi Cháu không phải ăn trộm bác à cho mày đi đâu nửa đêm nửa hôm trong giường người ta Thưa bác Khó nói lắm Xin bác thương dùm mà tha cho cháu Thật tình cháu không phải ăn trộm Không ăn trộm nồi à, thì ăn trộm nãy Thôi được Mày gãy cẳng rồi ha Nằm đó đi Tao đi kêu hương quản đây Cháu lại bác Bác ơi đừng kêu tội nghiệp Thì mày khai thật đi Tao nghe coi Cháu khai ra sợ bác còn giận thêm ông nếp xin nghi tắt đèn rồi nói cứ khai thử xem làm sao bằng không mà tao đi kêu làng liền bây giờ à, bác ơi xin bác thương cháu số là à, cháu có hẹn cháu có hẹn với cô hai cô hai nào ông nếp hỏi mà trống ngực ông đánh thình thình dạ cô hai điệp con của bác à, ông nếp đá vào lưng nó một cái rồi quát nó bậy à nhưng ông trung lập cập đứa con gái mà ông ngỡ chín chắn lắm đoan trang lắm lại rước ra ban đêm hèn chi mà sáng sáng không nghe nó nói gì về vụ chó sủa về khuya hết và hèn chi mà con chó nhà sủa càng đêm càng thưa phải mà nó giới thiệu nhân tình nói với con chó rồi con này đâu có sủa nữa còn chó thật là đồ phản chủ hèn chi hồi nãy nó chạy lại liếm và hửi chú tửng gãi giò này ông nếp lặp lại mày nói bậy à mày chết bây giờ dạ quả thật như vậy không tin bác kêu cô hai mà hỏi thử coi ông nếp ngồi phờ xuống đất làm sao mà không tin được ông chỉ khổ là không biết làm sao đây tha cho nó thì cũng tức lắm nhưng dầu có cắn răng mà tha nó cũng chẳng lết đi được Cả hai ống quyển nó đều gãy Kêu Hương quản Trăng Hẹn với gái chưa chắc nó sẽ bị tội gì Mà ông còn mang xấu với làng nước nữa là khác Ra làng nó khai tạch hoạch ra Thì thiên hạ sẽ hay hết Rồi đồn rùm lên Thủ tiêu nó để phi tan Thằng dịch này phá con gái ông Đối với ông thật nó đáng chết Nhưng giết nó thì dễ Mà làm cho mất xác nó khó vô cùng Bác ơi Cháu lên đây bằng xe máy Xe còn để ngoài đầu vườn ngoài của bác Ai mà đi ăn trộm bằng xe máy đó bác Khổ ơi Ông nếp nghe đến điều sau đó Thì càng rầu thêm nữa Đó là một cục nợ thứ nhì Tan chứng cho cục nợ thứ nhất này Mà thế nào cũng phải tính cho xong nỗi đêm nay Bây giờ đã 10 giờ khuya rồi Vài giờ nữa là người ta sẽ thức sớm lượm sầu riêng Là bạn hàng sẽ qua lại dập diều Ông ngồi đó hàng giờ bóp nát trí mà không nghĩ ra mưu mẹo gì cả lắm lúc ông tức giận sôi gan cái chú tửng đã làm khổ ông ông muốn đập dài hèo cho nó hui nhị tỵ cho rồi nhưng ông dằn được mà mỗi lần nén cơn giận là ông rung lên bỗng tìm ra được một kế ông đứng phắt dậy cô điệp thao thức mãi không chớp mắt được cô gian vái thầm người khuất mặt xui cho sừng hia đêm nay không lên đành rằng ông già sẽ rình liên tiếp đến bắt được trộm mới nghe Nhưng mai này cô đi chợ cho sườn hia hay là êm chuyện Mỗi lần chó sủa là cô giật mình đánh thoát một cái Cô tưởng tượng tình nhân đang đạp xe máy nơi một xó rào Rồi dò dẫm ra sao chòi Sườn hia chắc đang lọt mương Là dân chợ y lội vườn rất dở Nhất là về đêm Cô gái hư trưởng nếp hồi hộp Mà hình dung người yêu đang bước gần tới chòi Cha cô nấp sẵn dưới gốc một cây măng cục Rồi Trời ơi Ghê quá Cô Điệp không dám tưởng tượng thêm nữa Tuy nhiên rồi cô cũng phải nghĩ tới Hình ảnh rình trộm của cha cô Cứ theo ám cô mãi Xua hoài nó không đi Đó rồi ông già ông nhảy ra Đâm mạnh chỉ ba vào bụng tên giả khách Chỉ ba lụi vào thịt nghe cái sực Sườn Sự hia la trời nhào xuống Ruột gan lòi ra Lòng thòng lẫn thẩn Cô Điệp rùng mình Cô lại nghĩ tiếp theo một giả thuyết khác đó rồi ông già ông nhảy ra Nhưng sườn hia có võ nghề Ừ chú Duyên nổi danh là ta giang hồ mã thượng Lại không truyền võ cho con à Y tránh kịp rồi giật chỉ ba Mà đâm lại ông già Cô Điệp nước mắt ràn rụa khi nghĩ rằng Cha cô có thể mang hại vì cô Lắm lúc cô muốn mở cửa chạy ra tròi Quỳ lại thú tội với cha Để tránh tai họa xảy đến Nhưng cô không dám Nên đành nằm đó mà xót xa cái lần chó nhà cô sủa tim cô như muốn phá ngực cô mà nhảy ra cô nín thở muốn hụt hơi nhưng đợi mãi mà không nghe động tĩnh cô đoán đủ điều nhưng đều thấy là sai nếu hìa bị thương thì ông nếp đã đi kêu làng nếu hìa chạy thoát cha cô đã rọi đèn sáng cả vườn và tri hô lên rồi cô đợi gần hai tiếng đồng hồ mà không nghe thấy gì lạ nên định bụng đêm nay hìa không có lên rồi mỏn quá cô ngủ quên luôn Sáng hôm đó cô điệp dậy thật sớm Chạy ra vườn xem có gì lạ hay không Ông nếp đã vào nhà sớm hơn nữa Để uống nước trà hừng đông thường lệ Mà cô điệp đã nấu và chăm sẵn Trời mới mờ mờ đất Chưa phân biệt được gì Tuy nhiên điệp vẫn cố quan sát quanh tròi Coi có dấu vết chiến đấu nào sót lại không Không Cây cỏ vẫn y nguyên Không có lấy một nhánh tươi nhỏ nào gãy hết Hoặc một chòm cỏ nào tróc gốc cả nhưng kìa Vì mà trăng trắng như chiếc khăn tay Điệp bước sấn lại chỗ đó Cúi xuống dòm Thì thấy quả đó là chiếc khăn mua xoa Nàng cầm lên thì hỡi ơi Rõ ràng là khăn của người yêu Chữ tống Họ của Hia Thiều nơi khóc khăn theo lối cổ truyện Hiện ra mờ mờ trong ánh sáng mới hừng Điệp ngồi xuống dòm sát dưới cỏ Thì bỗng khủng khiếp vô cùng Một bãi máu to bằng bàn tay Đã khô lâu rồi Đang bám vào đất bồi đen đen ương ướt nơi bờ mương điệp bối rối vô cùng thế này là anh ấy đã bị thương tuy chạy thoát được nơi đây nhưng không rõ có về đến nhà và có sống được hay không đứa con gái trên bọc trong sầu riêng này héo sụ trở vào nhà loay hoay làm rớt một cái thao kêu cái rỗn đánh bể một cái tộ và làm ngã chồng dĩ tráng bánh tráng kêu cái rầm ông nếp nhìn con hầm hầm khiến điệp lấm la lấm lét không dám ngó lên trong nhà không khí lạ lắm Bà Nếp thì buồn hiu vì chẳng nói với Điệp lời nào như mọi bữa. Đây là một nỗi lo mới cho Điệp. Chắc chắn ba má cô đã biết hoặc đã nghi cái gì rồi. Liệu cô khỏi đòn bộng hay chăng? Cô Điệp hối hả làm công việc cho mau xong để đi xẹt lại đằng hàng xóm. Nghe coi có tin tức gì về một người con trai người ta bắt gặp nằm giữa đường lòi ruột hay không. Nhưng tuyệt nhiên không nghe ai nói đến tai nạn gì lạ xảy ra cả. Và suốt ngày đó điệp bức rứt vô cùng trông cho mau hết ngày vì hôm sau là ngày đi chợ nàng sẽ có dịp xuống dưới nghe ngóng ngày kế đó điệp tới bữa đi mua thức ăn để dự trữ hai ba hôm trong tuần cái gì nàng muốn biết là được biết ngay Thiếm phòn ở sạp chạp phô tại chợ lấy thiêu vốn rõ cuộc tình duyên thầm lén của cặp hia điệp vì Thiếm là thùng thơ miệng của hai đàn cho điệp hay rằng hia đã mất tích một ngày và hai đêm rồi khi ra đi tối hôm kia Hồi 8 giờ đi bằng xe đạp Người nhà chỉ biết có thế Và cả chợ không ai gặp y đêm đó cả Nên chẳng biết y đi về hướng nào Điều chắc chắn là y không có lấy tiền bạc của ông già y Thế tức là không phải y trốn nhà Cũng không lẽ bị ai giết để giật tiền Nghe xong mặt điệp tái mét Thiếm phò ngỡ nàng lo sợ cho tính mạng người yêu Nên cũng chẳng ngạc nhiên Điệp vua hối hả vật này thích nọ quên năm bảy món và không thèm đến tiền họ thối lần nào cả rồi thoát lên thổ mộ về nhà thôi thế là chết rồi nàng nghĩ chắc chắn là ông già ông đã thủ tiêu anh ấy rồi bị thương có máu nhưng nạn nhân thì không ai tìm ra thì có phải là y đã bị chôn vùi đâu đó rồi chăng điệp như đứa mất hồn làm đâu quên đó đập món này đánh rơi món khác khi ăn cơm trưa xong nàng lại chạy ra vườn tìm quanh quất coi có chỗ đất nào bị đào và mới lấp lại không ông nếp rình từ cử chỉ nhỏ của con ông giận sôi gan và khi điệp trở vào ông hét tao đã chôn nó rồi đố mày kiếm mộ nó được nói xong ông chụp đầu con kéo sển điệp vô trong rồi rút đôi cá đuối mà quất thôi như mưa xa gió táp vừa quất ông vừa nói nè tao có con à tao gả cho an nam Chứ nào tao có thèm gá cho chợt đâu Mà lại chệt hút máu người ta nữa Thưa cái quân gạt người lấy của đó Lại tao à, tao cũng chẳng thèm ngó Nói xong ông lại quất lia lịa Sợ hàng xóm hay được mang xấu Cô Điệp chỉ kêu trời nho nhỏ mà chịu Cắn răng hít hà và gian lên cha nới tay cho Khi đã mỏi tay Ông vừa quất roi cuối cùng vừa nói Chết đi cho rảnh Rồi tao chôn chung với nó một lỗ Cô Điệp rêm cả mình mấy Lùi vào xó bếp mà khóc thúc thích Bà hương trưởng cứ ngồi đó mà gọt củ cải Không thèm nói tới con một lời Nhưng cái đau nơi thân thể Nào có thấm vào đâu Đối với cái đau nơi lòng Thế là không còn anh Hia yêu dấu nữa Anh Hia đẹp trai Và nói tiếng Việt còn sành hơn Các cậu trai quê khác Nhưng ông già trông anh ấy ở đâu cả Mà mình tìm mãi không ra Còn chiếc xe máy của ảnh lưu lạc về đâu Mỗi đêm ảnh đều đạp xe máy lên đây kia mà Điệp bỏ ăn suốt bốn hôm Rồi sau đó chỉ liếm láp qua loa thôi Nàng gầy đi trông thấy Mới có mấy ngày mà má nàng hốp vô Nước da ngã màu huỳnh đàn Tóc thì rối nùi không buồn chải gỡ gì hết Chiều chiều cô hay đi ra bờ rạch ở ranh vườn hướng Tây Cô hộ nghi ông hương trưởng dứt xác hia xuống đó Nhưng đầu rạch, cuối rạch Không thấy và không nghe nói có xác ai nổi lên đêm đêm cô vàng giái vong hồn hia về báo mộng coi anh ấy bị chôn ở đâu để biết mà săn sóc mã mồ nhưng hồn hia chắc còn dương vấn đâu đó nên chưa về được điệp thường đọc tiểu thuyết trinh thám trong đó vụ sát nhân nào rốt cuộc cũng bị trừng phạt thám tử họ tài lắm chỉ có một chéo khăn một mẫu thuốc lá một dấu chân làm chứng mà họ cũng tìm ra được thủ phạm hoặc tìm ra được nơi vùi xác nạn nhân. Điệp rất sợ gầy kia, một thám tử đại tài nào sẽ khám phá được cái mồ bí mật mà chính nàng tìm mãi không ra. Hỡi ôi, đã mất người yêu rồi lại mất cha già, vì thế nào ông hương trưởng cũng sẽ bị bắt, bị tù đầy hay xử tử cũng nên. Những lúc nghĩ tới vụ đổ bể tùm lum ra đó, Điệp lại khóc hòa. Ông hương trưởng thì lạ lắm, ông không đi đâu nữa cả trái với tật dạo sớm của ông mọi lần Tối lại đêm nào ông cũng bắt điệp canh giường Chứ không phải thay phiên như trước Có lẽ ông nghĩ À như mày hư rồi cũng chẳng giữ làm chi Giá lại càng nên bắt mày chịu lạnh là cho đáng kiếp Bốn ngày sau tới ngày đi chợ Điệp lại dò la tin bạn Nhưng thiếm phòn vẫn không biết tin gì thêm về hia Chứ Duyền đã đi cớ bót có nhật trình đăng tin này nữa và họ cũng đã nêu ra nhiều giả thuyết đọc nghe hay như tiểu thuyết trinh thám chú duyền lại có treo giải thưởng ai mà tìm được con chú hễ tìm sống thì đền ơn năm muôn chỉ xác thì một muôn còn ai mà biết dấu vết gì mách cho cũng được hưởng năm ngàn chú thích năm muôn một muôn có nghĩa là năm chục ngàn hay mười ngàn đồng hết chú thích người tàu rất thích ăn sầu riêng họ lại khoe của bằng số tiền ăn sầu riêng mỗi năm năm rồi chú duyền khoe đã ăn hai muôn bạc sầu riêng thì biết chú giàu đến bực nào nên khi đứa con trai một của chú mất tốn bao nhiêu để tìm ra nó chú cũng chẳng tiếc đó là những tin ăn trợt không giúp điệp biết thêm gì hơn về vụ mất tích của người yêu lụi đụi mà nửa tháng đã qua vết roi cá đuối đã lành nhưng vết thương bên trong chưa khép bà hương trưởng bớt kẻ lạnh với con còn ông hương thì càng bữa càng quạo quọ hơn một buổi trưa kia thấy ông hương nằm thiếp đi trên bộ ván giữa nhà điệp mới dám ló lên nhà trên lại bàn thờ lấy bộ truyện thuyết đường đọc cho đỡ buồn cô vừa thò tay lên bàn thờ tổ tiên thì bỗng văng vẳng nghe tiếng rên hừ hừ nho nhỏ cô dừng tay lại nín hơi để nghe ngóng ảo tưởng chăng tiếng rên nhỏ quá mơ hồ quá như ở đâu dưới âm phủ vọng lên hoặc như tiếng oan hồn thoảng qua trong gió cô đợi vài phút thì bỗng nghe lại tiếng đó cô ráng lắng tai thì có cảm giác rằng tiếng ấy ở bên trái nhà phía tả nhẹ và lẹ như con mèo điệp bước lại trái kê sát tai vào vách nhưng đợi hơn mười phút mà không nghe gì nữa hết ông nếp cửa mình khiến cô con gái hoảng sợ rút êm xuống nhà bếp nhà ông nếp kiến trúc theo lối nhà có của ngày xưa ở thôn quê ba căn hai trái nhưng hai trái lại đóng vách ba bên bốn bề thành hai cái trái buồn thật kín ngồi giữa nhà người khách cứ ngỡ nhà chỉ có ba căn vì trái bị ngăn ra bằng vách bổ kho kiên cố hai cái trái ấy dùng làm lẫm lúa rất tiện nhiều bề trộm có đào huyệt có khoét vách thì gặp lúa ngay không thế nào vào nhà được mùa sầu riêng trùng với giữa mùa lúa nên trái bên tả đã trống trơn vì lúa đã bán hết phân nửa những lúc lắm lúa trống Điệp cũng không đến đó làm gì Lại còn cố tránh nó Vì thổ bé cô rất sợ cái xó nhà tối thui Có vẻ đầy ma quỷ ấy Tối hôm ấy Điệp cố ngủ sớm Để có thể dậy vào giữa khuya Quả thật Khi cô mở mắt nhìn sao trên trời Thì biết bấy giờ cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi Thuộc nẻo trong giường Cô đi thoăn thoát ra nhà Đứng phía sau nghe ngóng dây lâu Xem ông hương trưởng thức hay ngủ ông này đang ngáy phò phò ở buồng sau đó yên lòng điệp bọc qua phía tả lần lại sát chết rồi kề tai vào dây lâu cô như muốn ngợp hơi tiếng rên lại nổi lên đây là nhà thờ xưa đã mấy đời không biết bao nhiêu người đã chết trong đó rồi thì có thể có ma lắm nhưng ma chỉ hiện cho người ta thấy chứ ít khi nghe nói ma rên đánh bạo điệp gõ nhẹ vào vách và hỏi nhỏ ai đó không nghe đáp mà tiếng rên cũng dứt. Cộp cộp cộp. Ai đó? Cô lặp lại. Tiếng rên lại vang lên và tiếp theo đó như ai lấy ngón tay gõ vào thanh ghế bố cũng kêu lên cộp cộp nhưng nhỏ quá vì thanh ghế bố không dội tiếng được nhiều dách. Điệp cứ hỏi ai đó mãi mà không nghe đáp, mỏi quá và sợ động, cô rút lui về chòi và thao thức đến gà gáy nửa tháng nay làng trên có dịch thổ tả nhà nước tổ chức chích thuốc ngừa tại các làng chung quanh vì dịch mạnh nên sự bắt buộc tiêm thuốc rất gắt người ta đi từ nhà bảo phải ra công sở chích thuốc điệp đã tiêm rồi ông bà hương trưởng không thể lánh mặt được nên cũng phải ra ở nhà một mình điệp tìm được chìa khóa của kho lúa ống khóa khi mua có hai chìa mà ông nếp chỉ giữ một thôi còn một móc trên cây đinh dưới bếp rồi quên luôn nàng bậm môi mở đại lắm lúa ra mặc dầu rất sợ không biết cái gì trong đó thừa cơ cửa mở ánh sáng ùi vào đuổi bóng tối chạy rút vào phía bên trong mùi bụi bặm chọc điệp nhảy mũi liên tiếp hai ba cái nàng không thấy gì cả vì đang ở ngoài sáng mờ nhìn vào đó mắt còn loà nhưng ngó kỹ thì thấy bên trong có dạng người nằm trên sạp người này nghe tiếng mở cửa ngước lên dòm cả hai chợt nhận ra nhau và điệp kêu anh hia Hi làm thinh khoát tay Ý muốn bảo điệp đừng có lên tiếng Con gái ông nếp chạy a lại chỗ chú tửng nằm Ngồi xuống ôm bạn rồi khóc quà Dây lâu nàng tấm tức tấm tưởi hỏi Tại sao mà ông nhốt anh như vậy Thả anh thì anh đi không được Còn giao anh cho cảnh sát làng Thì ông sợ đổ bể Ông định nuôi anh lành rồi thả đi Mà anh bị thương ở đâu Bị ông quốc gãy giò Trời ơi Em cứ ngỡ anh chết Em lo sợ về rau chín ruột Em có cái gì ngọt ngọt cho anh ăn được không? À mà sao em dám vào đây? Đừng hỏi lôi thôi Ông về thì khốn Em lấy chuối anh ăn Khi Điệp trở vô Hiền ngủ một hơi hết bốn trái chuối trà Điệp lấy vỏ chuối bỏ vào túi áo nàng Cho mất dấu rồi nói Bây giờ anh nên đi Rồi em sẽ liệu phận em Đi không được Xương chưa lành mà em đừng lo Sớm tối gì anh cũng ra khỏi nơi đây Chỉ cực khổ một lúc thôi Điệp lại khóc sấm rứt một hồi Khi sực nhớ rằng cha mẹ gần về Nàng dội tự giả bạn Rồi ra đi khóa cửa lại cẩn thận Ông nếp về tới nhà Thì thấy Điệp đang sắc chuối cho heo ăn Nên không nghi ngờ gì cả Ông cũng định cho heo ăn Nhưng nhớ ra rằng hồi nãy đã quên dấu cơm Chú thích những từ cho heo ăn Được tác giả để trong ngoặc kép hết chú thích Ông dùng thầm với ông Ba tiếng cho heo ăn Đó Vì ông tức chú tưởng sườn hia lắm Đêm ấy sau vài giờ Ngồi ngoài vườn lạnh để tính kế Ông nhớ ra lẫm lúa bỏ không Và quyết nhốt hia vào đó Đợi cho liền xương Ông dịu giọng bảo rằng Thôi Tao nuôi bệnh mày một lúc Rồi lành à, thì tao cho về Bây giờ thả mày à, mày đi không nổi mà giao cho cảnh sát cũng tội nghiệp mày. Nhưng mà mày phải nhớ điều kiện sau đây là mày phải cắn răng cam chịu. Rên la thì tao giết liền. Sườn Hi hiểu ngay thâm ý của ông Nếp nhưng cũng đành phải dân giả dạ chứ biết sao. Ông hương trưởng cổng chú tưởng trên lưng đi được vài bước. Nghe nặng quá ông nổi gió lên muốn quăng nó xuống cho rồi. Chợt nhớ ra một điều. Ông quăng y xuống đất thật và bỏ y ở đó mà đi mất. Nửa giờ sau ông trở về với bốn tấm tre cứng Ông Nếp đã thấy nhiều trường hợp cứu thương Nên ông biết bó cẳng gãy Ông kẹp mọi ống quyển của sườn hia vào giữa hai tấm tre đó Rồi lấy dây chú khô mà cột lại bên ngoài Băng bó nhiều tuôn dây như người ta ràng bánh tét Chú Tẩn cắn răng hít thà mà kêu trời liền miệng Công việc này mà đợi vào nhà mới làm Thì đẹp nó hay đi còn gì Nên chỉ ông Nếp mò trong bóng tối Mà ràng rịch hai cẳng gãy của chú Tẩn Ông không biết kéo làm sao Cho hai khúc xương gãy ngay đường lại Hầu chỗ xương gãy ăn khớp Nhưng ông không bận tâm lắm về vụ đó Ông nghĩ bất quá là nó mang tật chứ cũng chẳng sao Ngày sau nó mà đi cà dẹo Thì càng đỡ khổ cho con gái đẹp Trong sớm trong làng Xong đầu đấy và đợi cho sườn hia bớt đau Bớt rên Ông mới cổng y lên lần nữa mà vào nhà Bắt đầu từ đêm ấy Ông khổ không tả được Mỗi bữa ăn Ông phải ép vài chén cơm cho nó dễ dặt Rồi giấu trong túi với lại một miếng cá khô Ăn cơm xong Ông lừa dịp điệp chạy đâu đó Để đem cơm nước vào dưng cho tên tù Bị mất công Người gác ngục bất đắc dĩ tức mình lắm Khổ nhất là việc tiểu tiện và đại tiện của Hia Ông cho hắn một cái hũ Nhưng hắn không ngồi dậy được Thành hắn đi bậy ra đó Dơ giấy hôi thúi chịu không nổi Sợ mùi hôi thúi bay ra ngoài Lộ việc ông nếp lại phải mỗi ngày mấy bận lén vào đó giúp y tiểu tiện đại tiện thật là con cưng không bằng lắm lúc bưng cái hũ đi đổ ông nổi gió muốn tưới lên đầu nó cho nó đáng kiếp giận quá mà hồi thổi cha ông bệnh già đến lúc cụ ngặt mình ông còn chưa nuôi dưỡng chu đáo đến như thế mỗi ngày hia chỉ ăn có hai bữa cơm khô và uống vài lần nước nhưng sự thiếu thốn ấy không lỗi tại ông nếp ông không làm sao hơn được Ông chỉ ác có mỗi một việc sau đây Là ông nấu vỏ măng cục Bắt sườn Hia uống Nước vỏ măng cục có dược tánh làm cho táo bón Như vậy ông bớt được nhiều lần đi đổ hũ Ông không sợ mất công lắm Nhưng vô ra nhiều lần quá Rủi điệp nó bắt gặp thì hỏng việc Từ ngày điệp khám phá ra cái ngục kính ấy Thì hia dễ chịu được đôi phần Đêm nào người yêu của chú Tửng Cũng đem vào khám Bánh, chuối, măng cục Thơm, nước trà, vân dân, dân. Dễ chịu hơn nữa là nàng đem tin tức bên ngoài vào khiến Hia khỏi thấy mình sống cách biệt với thế gian. Ông Nếp thì yên lòng nên đêm nào cũng ngủ say trong nhà. Đôi bạn nhờ thế mà rù rì được từ nửa đêm đến gần sáng. Điệp bỏ phế vì canh vườn và ăn trộm thật sự mặc sức mà lượm sầu riêng. Đêm ấy là đêm thứ ba mươi từ khi Hia bị gãi giò. Điệp mới rón rén bước vào lẫm lúa thì ai rời trúng nàng. Nàng quảng hốt muốn la lên thì thường hia cười hì hì Và xịt một tiếng bảo im Anh đã đi được rồi Chút ít thôi Còn run dữ lắm Nhưng không nghe đau nhức gì trong ống chân hết Chắc là lành rồi Vậy thì anh nên xa chỗ này Vô ít em ơi Lại còn có hại nữa là khác Sao lạ vậy Thì em tính Đã tu chín kiếp rồi Còn một kiếp dại gì ngã mặn Chịu cực khổ suốt tháng Mấy ngày nữa thì lành đi ra đường quang Trốn làm gì cho khó thấy mặt nhau về sau Giả lại anh mà trốn Thì chỉ nhờ em thôi Như vậy rồi em cũng phải trốn nữa mới yên được Rắc rối lắm mà nào có đáng gì Vì vậy anh quyết ở lại Cho trọn đạo rễ con Nói xong hia cười dài Cười một cách ghê rợn Khiến điệp phải rùng mình Nàng rời chân bạn Thì nghe qua hai ống quần Bốn thanh tre vẫn còn cộm cộm Lạnh rồi chắc gỡ tre ra được chứ Đợi cho chắc ý mới dám gỡ Ngứa ngái ở trọng khó chịu muốn chết đi Nhưng anh cũng phải ráng Sao họ nói phải bó ngải mới lành? Ở nhà thương người ta bó bằng thạch cao Chứ không có ngải nghệ gì hết Hình như là tự nhiên để lâu thì nó lành chứ không cần thuốc. Ở đây tre thay thế cho thạch cao thì cũng tạm được. Trưa hôm sau Điệp đi chợ ông nếp vào lẫm lúa thấy Hia vịnh vách mà lần đi ông nói mày đi được rồi thì khuya nay tao đưa mày ra đường mày đón xe sớm và về còn xe máy của mày tao cất phía trong kia kìa thì đến chừng thiệt mạnh là mày trở lên giả đò đi mua trái cây tao sẽ trả cho sương Hia lễ phép nói thưa bác cháu mang ơn bác nuôi dưỡng bấy lâu thật không biết lấy chi đền đáp nên chi cháu quyết định ở lại đây luôn Ông nếp kinh ngạc một giây Rồi nổi giận đùng đùng Ông muốn tống cho chú Tửng một đạp Cho y gái dò một lần nữa Nhưng ông dằn được Quay quả bước ra và đóng cửa lại một cái rầm Nằm sải lai trên ván giữa Ông nếp gác tay lên trán mà thở ra vào Khổ tâm muốn chết được Bà hương trưởng thì cứ thủ phận thái mắm sau bếp Từ thuở giờ bà không có quyền giữ vào việc lớn của ông nên cứ lo nồi cơm trách cá với con Vụ này bà Nếp đã biết Nhưng không ngờ nó rắc rối như vậy về sau Bà xỉa qua xỉa lại cục thuốc Suy nghĩ dây lâu rồi nói Thôi Chắc nó nằm già Đặng buộc mình gã con điệp cho nó Chứ không gì lạ Gã ra thì ông quyết không gã rồi Nhưng tình sự như vậy Ông cũng phải hứa bướng với nó đi nó mà ra khỏi nhà này rồi Thì không còn gì đáng lo nữa hết á Khổ quá Có con gái như chưa sung lậu trong nhà Lời tục nói không sai Hai ông bà bàn qua lại Mà không hay Điệp đã đi chợ về Nàng rình nghe rõ đầu đuôi Và buồn cười lắm Chết ông già rồi Nàng nói thầm Phen này mà không gả Thì nó nằm già đến Tết cũng không chịu về Tốn cơm cho ổng biết chừng điệp mừng lắm và khen phục người yêu biết cách lợi dụng tình thế tối lại ông hương trưởng lại vào lắm lần này ông cầm theo một gói bánh và xách theo một bình trà lại thắp đèn sáng lên chủ khách lễ phép với nhau coi có vẻ lắm cháu à ông nếp ngọt giọng nói cháu ăn bánh uống nước rồi bác nói chuyện cháu nghe Hia xin phép rồi tấn công bánh liền y ăn được nửa bữa ông nếp vô đề cháu nè bề vì con của bác nó cũng đã hư với cháu rồi nên bác nghĩ không gả cho ai mà hơn gả cho cháu vậy mai cháu về thưa lại với ba cháu cậy mai lên hỏi là bác gả liền sương hia hạ tách trà xuống cười hớm hỉnh rồi nói bác thương như vậy cháu đội ơn bác vô cùng nhưng cháu quyết ở đây Bác nghĩ thử coi Hẹn với con bác mà tội đáng bao nhiêu Bác lại nở nhốt cháu hơn tháng trời Cực khổ không thể tả Bác biết Ngang nhiên mà nhốt người như vậy á Sáu tháng tù là ít Ông nếp tái xanh mặt đi Ừ Thằng này nó muốn gì mà lại nói kỳ cục vậy Muốn làm rễ Mà lại dám hâm dọa ông nhạc cả Nhưng cũng làm tỉnh ông nói Thì chuyện đã lỡ rồi Dầu sao cháu cũng sẽ là rễ con trong nhà Buồn làm gì Liệu bác sẽ nhớ lời hay không Bác người lớn Lẽ nào đi nuốt lời Hay là bác bảo đảm bằng cái gì Cháu muốn cái gì Mùa này bác bán sầu riêng Mang cục được ít lắm là 40 ngàn Xin bác đưa cháu số tiền ấy đi làm tin Bằng không cháu sẽ nằm dạ Hoặc ra đi Rồi đồn rùm vụ này lên Coi ai xấu cho biết trời ông nếp chỉ biết kêu trời lên một tiếng thôi thật là quá lắm rồi không thể tưởng tượng được lần này ông không giận được nữa chỉ sợ thôi ông nhỏ nhẹ cứu từ tên tù hứa sẽ trả lời rồi rút em ra lẽ cố nhiên bà hương lại dự vào đại sự này thì ra nó nằm ra để tống tiền mình bây giờ bà tính sao tôi nghĩ chỉ giết nó mới yên được bà ơi ý thôi đi ông ơi ông nói làm chi cái đó ghê quá ông nếp cũng ghê lắm ông không phải là một tai sát nhân chỉ vì bí quá nên nghĩ quẩn mà thôi hai vợ chồng im lặng dây lâu rồi ông đấm vào ngực một cái mà nói tự chết đi thôi tôi phải giết nó mà được mặc kệ rồi sau sẽ hay tối mai tôi đem đồ ăn tẩm thuốc độc vào cho nó bảy giờ tối điệp đã ra chòi ông nếp hồi hộp bưng tô cháo gà vào khám ông liều lần chót vì đồng tiền là nấm ruột của ông ông vừa thọc chìa khóa vào ống bỗng giật mình nghe tiếng người trong bóng tối thôi ba để con liệu cho ông nếp tức giận tràn hồng cầm tô cháo ném vào hướng mà ông nghe tiếng con bị cháo nóng đổ lên người điệp hít hà nhưng vẫn nói ba bình tĩnh lại con vô đi cứu ba đây con nghe biết hết mọi việc rồi Đoạn nàng bấm đèn lên Bước lại mở khóa Ông nếp đứng chết cứng ngoài hàng hiên Và nghe tiếng con trong lẫm Điệp giọng dạc kêu Sư hia lại đây Nghe tiếng bước lần đoạn lại nghe Nè Ta nói cho mày biết Mày đầu cơ vì dừa thì người ta còn bóp bụng chịu Mày làm quá đó phải nổ Bây giờ thì mày ra ngay Mà về lấy thiêu Mày cứ đi tố cáo tao đi không ai sợ đâu Ừ Tao ra tòa sẽ khai là mày ghẹo tao không được Mà tối vẫn mò lên Tao ngỡ ăn trộm đập mày Tao sợ tội Lén cha mẹ giấu mày trong nhà mà nuôi cho lành Ừ tội gì Tội nhốt người à Tao sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh Tao đập mày để tự vệ Tao giấu mày cũng để bảo vệ cái danh tiết tao Tội gì Hừm, Tao hỏi mày Hà mày đầu cơ tới cái danh tiết Của con gái người ta nữa à Trời ơi Tao ngỡ mày chỉ học đòi đầu cơ hàng quá thôi chứ Đi ra cho mau Hết chuyện